Minh Phát xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Phát. Các bạn đang theo dõi bản tin buổi trưa hôm nay thứ năm ngày 25 tháng 2 năm 2021. Và đây là bản tin mới nhất được Minh Phát vừa cập nhật. Sau đây mời các bạn cùng theo dõi nhé. Các bạn thân mến, giá vàng hôm nay ngày 25 tháng 2 năm 2021 tại thị trường trong nước, giá vàng SJC đã chứng lại theo xu hướng giảm giá của giá vàng thế giới. Tại phiên buổi trưa ngày hôm nay, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh được các doanh nghiệp niêm yết mua vào ở mức 56.100.000 đồng một lượng và bán ra là 56.600.000 đồng một lượng, giá không thay đổi so với phiên trước đó. Tại Hà Nội, các doanh nghiệp giao dịch vàng SJC quanh mức 56.100.000 đồng một lượng ở chiều mua và ở chiều bán là 56.620.000 đồng một lượng. Trong khi đó, giá vàng trang sức, vàng nữ trang 24K các loại được giao dịch quanh mức 54.100.000 đồng một lượng ở chiều mua và ở chiều bán là 54.600.000 đồng một lượng. Mức điều chỉnh giảm cao nhất là 150.000 đồng một lượng so với phiên trước. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán của vàng SJC và vàng trang sức cũng được các doanh nghiệp giữ ở mức ổn định trong bối cảnh sức mua đã giảm mạnh trong những ngày vừa qua. Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới đã giao dịch ở mức thấp và ở dưới mốc 1.800 đô la Mỹ. Giá vàng thế giới hiện nay đang cao hơn khoảng 17,8%, tương đương với 270 USD một ounce so với đầu năm 2020. Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng hiện đang có giá khoảng 50.200.000 đồng một lượng. Như vậy, vàng thế giới hiện đang thấp hơn vàng trong nước khoảng 6.300.000 đồng một lượng. Giá vàng trên thị trường quốc tế suy giảm trong bối cảnh lợi tức trái phiếu Mỹ vọt tăng lên cao. Triển vọng kinh tế Mỹ được đánh giá là tươi sáng hơn. Lợi tức trái phiếu của Mỹ đã tăng vọt lên mức 1,4% trên một năm. Đây là mức cao nhất trong vòng một năm qua. Lý do lợi tức trái phiếu kho bạc của Mỹ tăng mạnh được Chủ tịch Fed ông Powell giải thích là dấu hiệu của sự tự tin vào viễn cảnh kinh tế sáng sủa. Ông Powell cũng bác bỏ những lo ngại về việc lạm phát có thể bùng nổ do một gói kích thích tài khoá lớn khác được tung ra hay do nhu cầu chi tiêu bùng nổ sau khi nhiều người được tiêm vaccine COVID-19. Triển vọng nền kinh tế của Mỹ khá tươi sáng sau khi thế giới đạt được những tiến bộ về vaccine và thị trường cũng đã kỳ vọng vào các biện pháp kích thích tài khoá mà Tổng thống ông Joe Biden và Quốc hội sẽ thông qua. Theo chiến lược gia thị trường, ông Philip Schäuble của Blue Line Fiduciary tại Chicago, Mỹ cho rằng lợi suất trái phiếu tăng tiếp tục gây áp lực lên thị trường vàng. Kim loại quý không tìm được bất kỳ con đường nào cho sự phục hồi bền vững, ngay cả khi các biện pháp kích thích bổ sung được nhắc đến. Giá vàng giảm còn do áp lực bán ra tăng lên khi các phân tích kỹ thuật cho thấy mặt hàng này đang rơi vào một xu hướng giảm trong ngắn hạn. Về dự báo giá vàng, mặc dù giảm giá nhưng đà đi xuống của vàng bị kìm giữ lại do nền kinh tế của Mỹ vẫn còn đang gặp nhiều khó khăn. Theo Chủ tịch Fed, nền kinh tế của Mỹ còn cách khá xa với mục tiêu việc làm và lạm phát. Và nhiều khả năng, Mỹ sẽ phải mất một khoảng thời gian để đạt được bước tiến đáng kể về những mục tiêu này. Các bạn thân mến, ngay tại phiên buổi trưa ngày hôm nay, 25 tháng 2, vàng thế giới đang giao dịch ở mức thấp là 1.797 USD một ounce. Trong phiên đã giảm khoảng 0,42%. Trong buổi sáng ngày hôm nay, vàng thế giới giao dịch ở mức thấp nhất là 1.794 USD và cao nhất là 1.805 USD một ounce. Về chỉ số đô la Mỹ, trong phiên đã giảm khoảng 0,16% và hiện đang đứng ở ngưỡng thấp là 90,036 điểm. Giá dầu thô thế giới vẫn đang treo ở mức cao. Ở chiều mua có mức giá 63,3 đô la Mỹ một thùng, còn ở chiều bán là 63,24 đô la Mỹ. Tiếp theo, mời các bạn đi cùng theo dõi bảng niêm yết giá vàng và giá ngoại tệ trong nước. Vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56.050.000 đồng một lượng, bán ra 56.500.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại Hà Nội mua vào 56.050.000 đồng một lượng, bán ra 56.520.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng SJC là 450.000 đồng một lượng. Vàng Doji tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56 triệu đồng một lượng, bán ra 56.500.000 đồng một lượng. Vàng Doji tại Hà Nội mua vào 56 triệu đồng một lượng, bán ra 56.500.000 đồng một lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Doji là 500.000 đồng một lượng.
Vàng PNG tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56 triệu đồng một lượng, bán ra 56 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Vàng PNG tại Hà Nội mua vào 56 triệu đồng một lượng, bán ra 56 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng PNG là 500 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý, SJC mua vào 56 triệu 100 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 450 nghìn đồng một lượng, giảm 50 nghìn đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại Mỹ Hồng, SJC mua vào 56 triệu 200 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 400 nghìn đồng một lượng, tăng 50 nghìn đồng một lượng ở chiều mua và chiều bán điều chỉnh giảm 50 nghìn đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu mua vào 56 triệu 350 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 800 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng Exim Bank mua vào 56 triệu 150 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 400 nghìn đồng một lượng, giảm 50 nghìn đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại ngân hàng ACB mua vào 56 triệu 100 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 450 nghìn đồng một lượng, tăng 50 nghìn đồng một lượng ở chiều mua và giữ nguyên chiều bán. Tại ngân hàng Sacombank mua vào 54 triệu 380 nghìn đồng một lượng, bán ra 54 triệu 580 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng SCB mua vào 56 triệu 100 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 500 nghìn đồng một lượng, tăng 100 nghìn đồng một lượng ở chiều bán và giữ nguyên chiều mua. Tại ngân hàng Manulife mua vào 55 triệu 650 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 850 nghìn đồng một lượng, tăng 50 nghìn đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại ngân hàng TP Bank Gold mua vào 56 triệu đồng một lượng, bán ra 56 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC chi nhánh ở các tỉnh thành không có sự thay đổi cả chiều mua và chiều bán và vẫn giữ nguyên giá ở phiên liền trước đó. Theo đó, ở chiều mua hiện đang có mức giá niêm yết từ 56.020.000 đồng một lượng cho đến 56.070.000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 56.500.000 đồng một lượng cho đến 56.550.000 đồng một lượng. Giá vàng 4 số 9 vàng nữ trang SJC nhận 4 số 9 là từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 54 triệu 100 nghìn đồng một lượng, bán ra 54 triệu 600 nghìn đồng một lượng, giảm 150 nghìn đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng nữ trang 4 số 9 mua vào 53 triệu 700 nghìn đồng một lượng, bán ra 54 triệu 400 nghìn đồng một lượng, cũng giảm 150 nghìn đồng một lượng cả 2 chiều mua bán. Vàng nữ trang 24K mua vào 52 triệu 861 nghìn đồng một lượng, bán ra 53 triệu 861 nghìn đồng một lượng, giảm 149 nghìn đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng nữ trang 18K mua vào 38 triệu 954 nghìn đồng một lượng, bán ra 40 triệu 954 nghìn đồng một lượng, giảm 113 nghìn đồng một lượng cả 2 chiều mua bán. Vàng nữ trang 14K mua vào 29 triệu 868 nghìn đồng một lượng, bán ra 31 triệu 868 nghìn đồng một lượng, giảm 88 nghìn đồng một lượng cả 2 chiều mua bán. Vàng nữ trang loại 10K mua vào 20 triệu 837 nghìn đồng một lượng, bán ra 22 triệu 837 nghìn đồng một lượng, giảm 63 nghìn đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Phần cuối bản tin, mời các bạn cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Vietcombank. Đồng đô la Mỹ mua vào 22.900 đồng, giảm 10 đồng, bán ra 23.110 đồng, giảm 10 đồng. Riêng tại thị trường tự do, đồng đô la Mỹ mua vào 23.780 đồng, bán ra 23.830 đồng. Đồng đô la Úc mua vào 17.877 đồng, tăng 100 đồng, bán ra 18.623 đồng, tăng 104 đồng. Đồng đô la Canada mua vào 17.943 đồng, tăng 99 đồng, bán ra 18.693 đồng, tăng 103 đồng. Đồng yên Nhật mua vào 211 đồng, giảm 2 đồng, bán ra 222 đồng, giảm 2 đồng. Đồng euro mua vào 27.149 đồng, giảm 1 đồng, bán ra 28.567 đồng, giảm 1 đồng.
Đồng franc Thụy Sĩ mua vào 24.753 đồng, giảm 52 đồng. Bán ra 25.787 đồng, giảm 54 đồng. Đồng bằng Anh mua vào 31.739 đồng, tăng 29 đồng. Bán ra 33.065 đồng, tăng 30 đồng. Đồng nhân dân tệ mua vào 3.494 đồng, tăng 3 đồng. Bán ra 3.640 đồng, tăng 3 đồng. Đồng đô la Singapore mua vào 17.023 đồng, bán ra 17.734 đồng. Giá cũng không thay đổi so với phiên lần trước đó. Các bạn thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi trưa hôm nay, thứ năm ngày 25 tháng 2 năm 2021. Một lần nữa, VinFast xin cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn buổi chiều có thật nhiều niềm vui. Nếu như các bạn yêu kim loại quý, các bạn đừng quên nhấn giúp VinFast một like đấy. Xin trân trọng cảm ơn. Và bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.